Em kiểm chứng cho anh em 100% là xe chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xe chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp với người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em hiểu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xe chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là danh chính rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xe chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn anh em nhá. Tứ trắng sóc này, nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ vào số 2 mở đây không bao giờ có chuyện sai, trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ vào lẻ mở đây, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở đây không bao giờ sai. Ba đèn anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng này anh em này, tiếp này anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái hàng này là hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha, chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi,
đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bạ sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chiến rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty Cờ Bạc Việt sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa Việt đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất kể một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị, chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo rung này. Nó là dòng máy S900, nó là sản phẩm cao cấp nhất cho một chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm này tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bò, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất và anh em cũng vào bò một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi hai quả pin tiểu. Mỗi lần anh em lắp pin tiểu nhá, mỗi lần lắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em một cái, chắc nó rung cho anh em hai cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em lắp pin trước, lắp pin từ trước anh em nhé, trước khi vào bãi. Sau khi lắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút, máy nó sẽ thu được rơi, tiếng rơi quân vị, nó thu âm một tiếng rơi nhé. Và nó báo cho mình biết thế nào là chắn là nẻ anh em nhé. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi, tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Này, bát đĩa là không liên quan anh em nhé, này bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé, còn quân vị là không liên quan rồi. Tí nữa tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn, này đĩa này, soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé, anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy thì đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ, anh em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này. Sau đó tôi sẽ sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đó, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy nó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ này anh em này, ba trắng này, chuẩn xác nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá. Cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn được nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là lẻ này, ba đen này, ba trắng chuyển sang ba đen này. Ba đen vào sóc này. Máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy, ba đen này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, ba đen chuyển ba trắng này. Sóc. Ba trắng sóc tiếp này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, bạc đang bật cầu này.
Đấy, đèn báo rung hai này, chắn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy. Sau đây tôi sẽ bỏ quân vị đó này đi, tôi sẽ cắt quân vị bài, bộ vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một vị một bộ vị bài ngẫu nhiên nào đấy. Đây. Cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng quân vị bài anh em này. Vì video không có nhiều thời gian, tôi sẽ thử một vị đóm vào vị bài thôi. Còn anh em chơi bất cả quân vị gì, máy đều báo được hết nhá. Quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc hay là anh em nước ngoài chơi một vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhước, máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhá. Bất cả vị gì thì máy nó mới thu được, vẫn là chắn này, có chắn có lẻ là máy nó sẽ báo được này. Vẫn là chắn này. Có chắn có lẻ rồi, máy bắt đầu sẽ rung và báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chắn có lẻ thì máy nó mới bắt được quân vơi rơi quân vị và nó thu được tiếng rơi quân vị, nó báo cho anh em. Máy báo rung hai này anh em này, nhìn thấy đèn nháy hai cái này, chắn này anh em này, không cần biết là sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy, sấp đôi tôi sóc tiếp này. Đây là chèn vị đề vị, máy để báo hết nhá. Và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét quay đầu rồi, là cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung một này anh em này, nẻ này anh em này, ba đen này. Máy báo rung một tiếp này, nẻ này anh em này, vẫn là ba đen này. Đấy, chuẩn xác tuyệt đối 100% luôn này. Trong vị đề vị máy đều báo hết này. Máy báo rung một anh em này, nẻ tiếp này. Đấy, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm, rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể người ngồi bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung một này anh em này, nẻ này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này, ba trắng này. Máy báo rung hai này anh em này, sấp đôi này anh em này, à chẵn rồi này, không còn biết sấp đôi tứ tử này. Chẵn này, tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung hai này anh em này, chẵn này. Đó, trồng vị này vị máy đã quá hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có hai cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, hai gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây này. Này, vị này, vị là hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Anh em gần bất cả cơ sở nào, anh em qua trực tiếp cửa hàng, anh em đến cửa hàng test đồ thử đồ thoải mái anh em nhé. Còn anh em nào mà ở xa, anh em không qua được, tôi sẽ test đồ ok gửi anh em đường bưu điện, đường tàu xe chuyển phát nhanh. Làm sao anh em nhận hàng cách nhanh nhất, giúp anh em chơi, anh em gỡ gạc lại những gì anh em đã mất. Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sắp đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân màu anh em nhá, dành cho môn đánh sắp đi bịp. Với cái máy nhận diện quân màu này, anh em cho tôi hiểu cực kỳ quan trọng. Anh em muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy nhận diện quân màu này là anh em làm chủ chơi. Ngày xưa anh em biết rồi, muốn bịp người ta bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vị chúng ta vào, hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ thời buổi 4.0 rồi, với cái máy vừa nhập từ Macau về này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể làm chủ chơi. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng cái dụng cụ, đó là cái máy nhận diện quân màu này thôi. Cứ khoảng cách từ 2.5 mét hất về, nó nhận diện được tất cả các màu quân, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết anh em yêu nhá. Quân hoàn toàn là có hai mặt anh em nhá, nó sẽ nhận diện được tất cả anh em nhá. Anh em yêu này, khoảng cách cứ từ 2.5 mét hất về anh em nhá. Dung là dung trực tiếp bên nó rồi, nó báo trực tiếp bên đây nhá.
anh em lưu này, lẻ nó tức khắc nó rung một cái lên, mà sấp đôi nó sẽ rung hai cái, và tứ tử nó sẽ không rung bởi vì nó không có màu anh em nhá. Anh em đi cho tôi điều cực kỳ quan trọng nhá, rung là rung trực tiếp rồi, ai làm cái ai sắp phải được, anh em đứng ở trên cũng có thể chơi được anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào kiểm chứng luôn cho anh em để xem cái hiệu quả như nào. Đầu tiên tôi sẽ test thử luôn bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nhá, đĩa hoàn toàn là sai chín anh em, quân hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Anh em mua hàng cầm quân cán bát đĩa của anh em đến nhà thử hàng trực tiếp anh em nhá, quân 100% là sai chín anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên anh em đi chơi, anh em phải khởi động nguồn lên, khởi động nguồn lên để cái đèn này nó sáng lên để nó nhận diện được tất cả màu quân, cứ khoảng cách từ 2 mét hết về. Tôi làm video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào, tí lúc vào người chỉ có mình tôi biết anh em nhá. Anh em vào chơi, anh em vào trước hay vào sau đều hết, anh em cái xong cái sới nó chơi rồi anh vào sau anh em vẫn có thể chơi được. Bây giờ tôi vào kiểm chứng luôn tứ trắng sau này, cứ 2-3 tiếng đầu anh em bỏ đi để nó có chắn có lẻ để nó nhận diện được tất cả một quân đã anh em nhá. Này, 2-3 tiếng đầu anh em bỏ đi anh em nhá, mình không đánh anh em ạ, mình đánh biệt thì cần gì phải đánh ngay đúng anh em. Đấy, mới tiếng đầu anh em bỏ đi, có chắn có lẻ là anh em đánh anh em nhá, đúng là nó rung lên thì anh em đánh nha anh em nhá. Bây giờ đang rung lên rồi, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh thì biết đâu. Bây giờ vào thực tế luôn, có sóc cửa như anh em, cứ để 5-7 giây đo rồi đèn nháy hai cái và rung hai cái, tất nhiên trong ba trong biết sấp đôi rồi, đánh 100 triệu sấp đôi mở này, không bận được chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, cái máy nhận diện này vừa nhập từ Ma Cao về, anh em nhanh tay alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể. Máy này rung hai và né hai đèn rồi, tất nhiên là sấp đôi rồi, đánh 1 tỷ sấp đôi luôn mở này, ai đã cái này cũng ra đây mà thôi mở, không bận được chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc tôi để ra mát để rung để cho anh em nghe và cảm nhận. Bây giờ tôi đúc được một người tôi đánh thử cho anh em, rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Sơ đồ xong rồi, cứ đặt xuống 5-7 giây nó sẽ thu hết màu nha anh em nhá. Máy báo rung một rồi, rung một tất nhiên là lẻ rồi, bởi vì nó nhận thiếu một mặt tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ mà lẻ luôn, mở này không mở sai. Ba trắng này, chồng ngon này chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai được anh em nhá. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc này. Máy báo rung một, trong ba trọng nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ cho tôi, đánh cả Hà Nội luôn, mở này không bảo sai, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nhá. Máy báo không rung, không rung tất nhiên là tứ tử rồi, đánh 200 triệu sen vô tứ tử, không biết tứ tử đen hay tứ tử trắng, bởi vì nó không có màu gì tất nhiên nó sẽ không rung lên anh em nhá. Đánh 1 tỷ luôn, mở này không bảo sai, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Qua vài tiếng bạc tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết, và tôi sẽ để lại để ra cái map để tôi sóc thử để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy của nó như nào anh em nhá. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em 1-2 tiếng bạc này. Máy báo rung một rồi, đèn nó nháy một cái tất nhiên là lẻ rồi, bởi vì nó thiếu một mặt anh em nhá. Đánh 1 tỷ và lẻ luôn, mở này không hòa sai, ba đèn này anh em này, kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc này. Nháy một đèn và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ luôn, mở này ba đen này ba trắng này. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị này như nào rồi, với cái máy nhận diện quân vụ này nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này rồi, bây giờ tắt máy này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, mang bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Nhà mình có 2 cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc, anh em nào gần đâu đến nhà test hàng thoải mái đúng như video đấy anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là đồng hồ quét quân vị anh em nhá. Anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng này, đi chơi cờ bạc muốn bịp người ta bắt buộc anh em phải luôn bát hình hoặc là đĩa hình hoặc là những bộ vị không tăng ảo hay bệ tha, bệ trôn, bệ thả anh em nhá, anh em mới bịp được người ta anh em nhá. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là cái đồng hồ soi quân vị. Với cái đồng hồ soi quân vị này, anh em đi chơi chỉ cần đeo cho tôi cái đồng hồ này vào trên tay hoặc là anh em đúc vào người, khoảng cách ngồi từ 1.5 mét về, nó sẽ soi trực tiếp lên quân vị và truyền về cục rung này anh em nhá. Cục rung này có trách nhiệm báo tao về chất hay về lẻ. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản,
lẻ tức khắc rung một cái, và sấp đôi rung hai cái, tứ tử thì không rung rồi. Rung là rung trực tiếp lên đi, cục rung này không phải qua bất cứ bộ phận nào cả. Cục rung này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi ít nhất 3 đến 4 ngày mới hết pin, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi. Và cái thứ ba, anh em bắt buộc phải luồn bộ vị không tang vào, vị ở đây 100% không tang, thời thợ bóc ra kiểm tra không một tăng tích gì cả anh em nha. Anh em lưu ý này, bát và đĩa hoàn toàn là say chín, bát đĩa nào cũng được anh em nha. Anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng, anh em chỉ cần luồn cho tôi bộ vị không tang là anh em làm chủ chơi. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi vào thực tế luôn anh em lưu ý nhá. Nhà mình có rất nhiều loại quân, thăng long hay villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết quân 100% không tang anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận nó rung như nào anh em nhá. Cái đồng hồ này tôi sẽ đeo trực tiếp lên trên tay này anh em nhìn nhá, đồng hồ này như đồng hồ ngoài quán như bình thường anh em nhá, chạy rơi và chạy vẫn như bình thường anh em nhá. Nhà mình có rất nhiều loại đồng hồ, anh em nào thích làm đồng hồ gì nhà mình sẽ làm đồng hồ như thế cho anh em nhá. Cái này nguyên lý hoạt động cũng cực kỳ đơn giản, anh em đi chơi có cái công tắc anh em bấm này, anh em đi nhá, nó cứ xoay ở mặt quân vị nào nó sẽ báo về cục rung này, nó sẽ chuyển vào cục rung để nó, đây là những cái chip nó sẽ tự liên kết với nhau anh em nhá. Lẻ nó sẽ rung một cái này, sấp hai nó sẽ rung hai cái, ba đen hay ba trắng nó vẫn rung một cái, tứ tử thì không bao rung rồi. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn cho anh em nhá, đánh thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Đồng hồ đã kết là con vị rung hai cái, tất nhiên là sấp đôi rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp đôi. Mở này, không bao giờ chuyện sai anh em nhá, chồng quân hay chồng vị máy đều quét được anh em nhá. Tiếp này, cứ còn cách từ biết giữa hết về được, bạc cầu rồi, mé vẫn báo rung hai, tất nhiên là chắc rồi. Mở này, không bao giờ chuyện sai anh em nhá. Anh em như này, anh em không cần làm cái, anh em đứng ở trên cũng là chơi được, cứ đồng hồ quét từ biết giữa hết về được anh em nhá. Mày báo rung một rồi, trong ba trong nhiên tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ. Mở này, không bỏ đầu chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để ra cái bát của rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi có đúng mọi người chỉ có mình tôi biết thôi, tôi đứng ở trên cũng có thể chơi được anh em nhá. Anh em đeo đồng hồ vào tay hoặc đúc vào người được, cứ khoảng cách từ mét rưỡi về được anh em nhá. Mày báo rung một rồi, trong ba trong nhiên tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ. Mở này, không bỏ sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, bạc đi rồi, chồng ba chồng nghĩa tất nhiên là sấp hai rồi, rung hai cái rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai. Mở này, không hoàn toàn chuyện sai anh em nhá, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Tiếp này, máy báo rung một rồi, chồng ba chồng nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ cho tôi. Mở này, không hoàn sai, ba đen này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng mạng nữa này, máy báo rung một rồi, bạc cầu rồi, gặp những cô bạn là khắc nơ chỉ mất nhà mất cửa, đánh bạc 1 tỷ và lẻ. Mở này, không bao giờ sai, ba trắng anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ hiệu quả của cái đồng hồ quét quân vị này như nào rồi đúng không anh em? Anh em đi cho tôi điều cực kỳ quan trọng nhá, anh em đi chơi anh em đeo ở đâu được, cứ khoảng cách từ mét rưỡi về, đồng hồ như đồng hồ bình thường ở ngoài quán anh em nhá. Và anh em đúc cục rung này vào người, nguy trang vào người anh em nhá.